Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì có một cái chị khách hàng, chị liên hệ với tôi rất là thường xuyên, và chị kể cho tôi nghe về những cái tâm tư, những cái trăn trở của cái việc cái người không am hiểu pháp luật và cái cả một cái quá trình chị đi kiện như thế nào. Thôi thì hôm nay tôi cũng xin mã hóa tất cả những cái thông tin của chị, mà cũng muốn tất cả những anh chị em đang trong cái quá trình tìm kiếm công lý hãy xem những cái video phân tích những cái quy định pháp luật, để chúng ta thấy được rằng nếu trong trường hợp chúng ta bị thiệt hại thì chúng ta phải mạnh dạn để đi đấu tranh. Nhưng khi đấu tranh thì chúng ta phải đưa được những cái chứng cứ pháp lý. Tôi nghĩ rằng là khi xem video này thì chị sẽ hiểu rằng tôi sẽ nói câu chuyện của mình là ai chị nhé. Kể sơ cho quý vị và các bạn nghe rằng là chị đã khởi kiện đến tòa án yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, vì chị cho rằng là một cái việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó là không đúng, và chị đã yêu cầu hủy cái hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên là bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân đã bác yêu cầu của chị. Tuy nhiên khi gửi được cái nội dung thì tôi cảm thấy là có cái cơ sở để hủy đó, thì hôm nay tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn một cái phân tích những cái quy định của pháp luật. Do cái hợp đồng chuyển nhượng của chị được xác lập là năm 2010, cho nên tôi quyết định sử dụng bộ luật dân sự năm 2005. Hôm nay video lần này tôi sẽ nói với quý vị và các bạn điều kiện để một cái giao dịch dân sự, một cái hợp đồng thuê nhà, một cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, một cái hợp đồng tặng cho bất hoặc là bất kỳ một cái giao dịch dân sự nào đó, chúng ta phải hội đủ tất cả các yếu tố. Nếu trong trường hợp thiếu một trong những cái yếu tố đó thì chúng ta sẽ có khả năng hợp đồng cái giao dịch đó là vô hiệu. Và tôi hy vọng rằng là với cái kiến thức của tôi đem đến cho chị và cũng đem đến cho quý bạn đọc, chúng ta sẽ phân tích ở điều 122 của Bộ Luật Dân Sự năm 2005. Thì trong cái điều này nó có hai khoản. Thứ nhất là giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây. Các bạn nha, giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây. Có 3 điều kiện. Tôi sẽ từ từ phân tích và dẫn giải cái quy định của pháp luật trong trường hợp của chị nha. Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Các bạn ạ, người tham gia giao dịch dân sự có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Thì thông thường, bằng mắt thường thì tất cả những người đủ năng lực hành vi dân sự là những người đọc được, viết được, và công chứng viên bằng niềm tin thì họ có thể nhìn thấy được là người này không có bị tâm thần, không có khả năng nhận thức, thì cái đó là nhiệm vụ của công chứng viên. Tuy nhiên rằng là công chứng viên sẽ hỏi với họ rằng là anh có đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất này không, anh có đồng ý bán hay không, rồi tại sao anh lại cho con anh mượn đất này đó. Thì người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nhận thức được rằng cái việc mình cho thuê nhà để mình lấy tiền, nhận thức được rằng mình ủy quyền cho người khác, nhận thức rằng là mình đem cái thế chấp tài sản này đem đi vay tiền, biết rõ, và việc là mình chuyển nhượng cho người khác để mình lấy tiền. Cái này thì không liên quan tới chị. Ý thứ hai là mục đích và nội dung giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Thì trong cái mục đích và nội dung giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái với đạo đức xã hội, thì thường thường thì cũng rất là dễ thôi quý vị và các bạn. Chúng ta không thể đem bán cái tòa nhà quốc hội được, chúng ta cũng không thể
lấy cái tài sản chung vợ chồng mà chúng ta chỉ bán một mình được. Rất là nhiều trường hợp. Đặc biệt trong trường hợp này, nếu chủ thể là hộ gia đình thì tất cả những thành viên trong hộ gia đình đều phải ký tên. Ví dụ hôm nay có một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên đại diện là cấp cho hộ gia đình bà A, thì tại, chị nhớ nha, tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1996, bà A đại diện tại thời điểm đó đã có mặt tất cả những thành viên trong hộ gia đình. Quan trọng lắm đó. Mà nếu thiếu một cái chủ thể trong cái hộ gia đình đó, tự nhiên hợp đồng này vô hiệu. Tôi xin lặp lại. Nếu chủ thể tài sản chung vợ chồng thì phải có cả hai người. Nếu người này độc thân thì phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Nếu tài sản cấp cho hộ gia đình thì người ta sẽ lục lại. Rất quan trọng, đây là chi tiết đắt chị ạ. Lục lại tại thời điểm bà A được cấp đại diện cho hộ gia đình, chị vẫn còn có tên trong sổ hộ khẩu. Và nếu họ giao dịch năm 2010, nếu họ giao dịch, họ mua bán, họ tặng cho, họ cầm cố, họ thế chấp, cái giao dịch dân sự đó mà thiếu một thành viên của hộ gia đình, chắc chắn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất này là vô hiệu. Chủ thể, thiếu chủ thể, người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện thì nó dễ thôi quý vị và các bạn. Tôi thiếu người ta 1 tỷ đồng, tuy nhiên là tôi không có khả năng trả, thì tôi ra tôi phải ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thì tôi, trong ý chí của tôi không biết, tôi nói rằng là tôi vay mà sao ký chuyển nhượng. Đó, là giao dịch tự nguyện. Thì công chứng hỏi, nói dạ em cũng biết. Tôi nhớ có một lần tôi đi ở một cái vùng tỉnh, thì tôi mua một miếng đất, thì cái anh công chứng viên anh kêu tôi vô, anh hỏi nhỏ, anh hỏi gì chứ, chị có coi kỹ cái giấy tờ đất này chưa mà chị ký? Tôi bảo dạ em là luật sư cho nên em cũng biết. Cái điều thứ hai là hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định. Hình thức thì dễ thôi, trong cho tới thời điểm 2018 này thì hình thức của bất kỳ một hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thì phải qua công chứng. Chúng ta sẽ đi nhanh với vấn đề này. Vậy thì tóm lại trong trường hợp của chị, nếu chị yêu cầu hủy một cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chị ạ, hủy một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hủy một cái giao dịch, thì chúng ta sẽ vận dụng điều 122 của Bộ luật dân sự. Mục đích, đối tượng tham gia giao dịch dân sự chưa hoàn đủ, chủ thể của hộ gia đình tại thời điểm này không phải là 7 mà là 8. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm đó là năm 1996. Trong hộ khẩu năm 1996 có tên chị. Và chị là một trong những thành viên của hộ gia đình. Nếu không có ý kiến của chị, nếu bỏ sót cái ý kiến của chị, thì cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất này là vô hiệu. Tôi chúc chị có nhiều sức khỏe để đi chiến đấu những cái phiên tòa tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn. Tôi cố gắng đưa những cái quy định của pháp luật để và trong những cái quy định của pháp luật sẽ lồng ghép thêm những cái thông tin để cho mỗi ngày một chút thôi, mỗi ngày một chút thôi sẽ như mưa dần thấm đất giúp cho quý vị và các bạn. Khung giờ tư vấn miễn phí của luật sư vẫn là từ 8 giờ đến 9 giờ sáng hàng ngày, vào số điện thoại là 0903 392 861. Chúc cho chị nhiều sức khỏe và hy vọng là chị sẽ kết nối lại với tôi trong cái cuộc nói chuyện này. Tiếp theo tôi sẽ phân tích cho chị rõ về chủ thể
chủ thể, đối tượng của hộ gia đình khi tham gia giao dịch chị nhé. Nhớ chúng ta sẽ xem một lần, hai lần, năm lần, rồi chúng ta chuẩn bị tinh thần chiến đấu để đi tòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, và tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu.